Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình đi thử trải nghiệm tàu lửa mini nha các bạn. Đây đây, các bạn ơi nhìn thấy cưng ha. Mời các bạn cùng đi xe lửa mini với mình hen. Xếp hàng đi xe lửa nha các bạn. Đó, chiếc xe lửa nè. Thấy cưng không? Đây, một chiếc tàu đã về tới sân ga nè các bạn. Wow, mình thấy thích rồi nha các bạn ơi. Giờ thì đến lượt mình rồi, mình cùng đi các bạn ơi. Yeah, go ahead. What happened? What happened? Husband? Husband? Á, trên kia có chiếc xe lửa kìa. Ồ, lên cầu nó luôn đó kìa. Y như thật ha, y chang những chiếc xe lửa to lớn ha các bạn. Đây là hết sự cố rồi. Trời, vô đoạn này nhìn cũng đẹp vậy. Nhìn nó xa xa ha. Dưới thì cỏ cháy mà có hai hàng cây xanh nhìn đẹp ghê. Mình lộn nha các bạn. Cái đoạn này là sắp về tới sân ga ha. Về tới ga. Ồ, bên kia gặp được đội bạn cũng về tới kìa. Nhưng chuyến tàu của đội bạn là dừng lại nha. Còn mình thì được đi thêm một vòng nữa các bạn.
đông luôn. Đây cũng có chuyến tàu nữa sắp khởi hành nha các bạn. Trời, nhìn dài quá ha. Các bạn thấy nha, tiếng còi tàu rồi có cái cột đèn báo hiệu xe lửa của đoạn đường có xe hơi đi ngang nè ha. Rồi trên đường có những cung cảnh như ta sắp xếp rất là hay nha. Đi một chuyến rồi, thú vị quá các bạn ơi, mình đi thêm một lần nữa. Lần đầu mình ngồi ở phía sau, bây giờ mình đi lần hai cái mình được ngồi ở phía trước nè. Thích ghê ha, thích ghê á. Không phải là mình chọn nha các bạn, mà mình xếp hàng đó rồi tới lượt của mình thì trúng đậu ngồi đó thôi. Nhưng mà mình hên các bạn ơi, lần một mình đi cái mình ngồi phía sau đó, và lần hai cái mình đi ngồi phía trước. Trời, thích thú lắm nha, thích ghê á. Thì gần hứng nắng gì mà nó có vui các bạn ơi, vui lắm. Ngồi trên những chiếc xe lửa mini thế này các bạn, rồi ngắm những cái đường gầy nhỏ nhỏ xinh xinh đó, giống như mà nít đó, tụi nít trẻ mà nó chơi, nhưng còn chơi cái nước ao được ngồi trên cái chiếc xe rồi chơi cái nước để chạy được á. Thì mình có cảm giác thích thú lắm các bạn. Đi lần một á, đi trên cầu mình không quay được, bị trục trặc chút xíu, mình phải đi lại lần hai để mình quay cho được cái cầu này các bạn. Mà phải nói công nhận nha, nè các bạn thấy không, nhìn đẹp lắm ha. Đó, đẹp quá các bạn. Là sắp xếp mà rất là hay các bạn ơi. Mình đi có đoạn giống như là trong núi rừng ha, có đoạn như là nông thôn, rồi sa mạc, rồi vùng ven thành phố. Trời hay lắm, cho người đi có cảm giác thấy rất là thích thích. Vậy là tàu mình đã về đến ga rồi. Đoàn tàu của mình cũng về đến sân ga rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trên chuyến xe lửa mini ha.
cũng xin chào và hẹn các bạn clip sau nha.